Thưa quý vị, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng vừa có thư cảm ơn gửi Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sơn La, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Nam Trà My, Bắc Trà My, Nông Sơn, Phước Sơn, Tiến Phước, Đại Lộc đã hỗ trợ hàng trăm tấn nông sản giúp người dân Đà Nẵng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Trong 20 ngày thực hiện giãn cách xã hội ở mức độ cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đón nhận sự chia sẻ hỗ trợ rất lớn của tỉnh Sơn La, tỉnh Quảng Nam và các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, đã kịp thời vận chuyển hàng trăm tấn nông sản giúp đỡ người dân Đà Nẵng vượt qua thời điểm khó khăn do dịch bệnh. Bất kể thời tiết, mưa gió trở ngại, các chuyến xe đầy ắp rau củ quả tươi ngon đã kịp thời đến địa phận Đà Nẵng để địa phương phân phối đến từng hộ gia đình. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng bày tỏ sự biết ơn sâu sắc trước sự sẻ chia đầy tinh thần trách nhiệm và nghĩa tình của các địa phương.